Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay team Cà Phê Lớt lại tiếp tục với dòng sản phẩm Android Box với con Chevrolet Colorado. Đây là sản phẩm tối ưu nhất khi mà các bác muốn giữ zin, không cần phải thay màn, không tác động gì đến điện của xe. Thì con này có đầy đủ chức năng như một con Android, như con màn Android luôn. Ứng dụng đầy đủ. Bọn em khi lắp đặt sẽ cài đặt tất cả những ứng dụng cho anh đầy đủ luôn. Và có cả YouTube Van, nói chung là những ứng dụng dẫn đường đầy đủ cả, Việt Map có, Navi có, Google Map có, Google Map có. Con này nó tích hợp đầy đủ tất cả phím vô lăng các thứ luôn, không cần phải cài gì hết, tất cả nó sẽ scan được đầy đủ. Mình mở một vài, đây là YouTube Van. Tích hợp luôn giọng nói ở trên vô lăng luôn. Dẫn đường tới Võ Chí Công. Chắc chắn rồi, Võ Chí Công. Đấy, nó sẽ tự động nhảy luôn ra Google. Đi về hướng Tây Bắc, sau đó rẽ trái. Con này là con sản phẩm Android Box, có cấu hình là RAM 464 432. Đây, các bác có thể kiểm tra luôn ở trên cấu hình của thiết bị trên này luôn. 432. Nó có GPS đầy đủ nhé. Đây, GPS đầy đủ luôn. Có cục thêm GPS luôn. Con này mình cài với TVGO và xe bình thường mượt luôn nhé. Từ đó mà định hướng xây dựng cái chiến lược phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù. Đó là giải pháp tối ưu nhất cho các bác nếu không muốn thay màn Android. Bởi vì nó giữ nguyên lại mọi tính năng, mình không can thiệp gì đến điện hết. Chỉ là một cục cắm vào USB như này thôi. Đơn giản như này thôi. Đó. Rất gọn gàng, cất luôn trong này. Mình không nhất thiết mình phải tác động đến về mặt điện lẫn tháo thiết gì hết. Nó giữ nguyên zin luôn.